Thì bữa nay Út không có đi săn bắt nữa mà Út dẫn cả nhà mình đi ăn những cái món ngon, vừa những cái danh lam thắng cảnh ở An Giang của Út nha. Thì có gì Út không biết thì Út biết mà Út không có nói rõ thì mong cả nhà thông cảm chút nghe, tại Út không có làm, Út không có gành về mấy cái này cho lắm. Mời đại gia đình cùng đi theo Út nha. Địa điểm thứ nhất là quán bún cũng bán mười mấy năm rồi, ở trong đường nhà Út Hiểu luôn. Thì bây giờ ghé ăn sáng trước rồi tiếp tục cuộc hành trình nha đại gia đình. Và đại gia đình đi vô bún chút nha. Năm mà chị? Chị bán ở đây á thì mới có mấy năm thôi, nhưng mà cái quán này có thâm niên là ba mấy năm rồi em. Wow, vậy nãy em giới thiệu mười mấy năm. Ba mấy năm rồi. Ngày cho mình mới giờ về đây là mấy năm thôi, dạ. Nhưng mà trước giờ là cái nghề này là ba mấy năm rồi. Thì em biết cái quán này cũng lâu rồi đó. Nhưng mà không biết thời gian chính xác là bao nhiêu lâu. Giờ này thì cũng hơi trưa rồi nên là khách ít chứ giấc sáng đâu có thời gian đâu phỏng vấn chị. Nước lèo khá hấp dẫn hết rồi. Có đậu hũ với củ cải với này kia trong đó. Đậu hũ là bán kèm thêm đó cả nhà. Đậu hũ là bán kèm thêm hình như 5.000 một miếng hay sao á. Đúng rồi. Thôi giờ không làm phiền nữa. Đi ra đợi bún thôi cả nhà ơi. Dạ. Thì Út cũng đã đợi được bún ra rồi. Thì bây giờ Út sẽ review cái tô bún này có những gì nha cả nhà. Nè, một tô bún thì có hồi nãy Út ăn đậu không à, nên là Út có kêu đậu đậu nhiều. Đây, cá cũng rất là nhiều luôn. Một tô này có 15.000 à cả nhà. Có kêu thêm miếng đậu hũ nữa. Bây giờ Út mời đại gia đình ăn nha. Thì theo hương vị của Út thì ở đây bán cũng hợp khẩu vị của Út nha cả nhà. Không có mặn quá mà cũng không lạt quá, cũng nói chung là nó có vị ngọt của cá rồi nó vừa ăn lắm. Nói chung là ở đây không biết có bí quyết gì á mà ăn dính lắm. Ốp ăn ở đây chắc cũng lâu lắm rồi á. Dính là ghiền đó phải không? Dính là có, nó bị ghiền đó. Ngon lắm. Để hồi vô học hỏi chị nấu cái gì mà ngon quá. Cá này là cá lóc hay là gia đình? Ở An Giang thì có muốn bún cá lóc quá. Miếng đậu hủ này thì được nấu ở trong cái nồi nước lèo quá, cho nên là rất là thấm cái vị nước lèo luôn. Một miếng đậu hũ này có giá là 5.000 nha đại gia đình. Hai ly trà đường nữa. Thôi bây giờ Út sẽ ăn xong rồi hồi lên đường nha đại gia đình. Xíu khi nào lên đường thì Út quay cho cả nhà xem tiếp nha. Bây giờ thì ăn đi Út quay. Cái đó hả? Cái đó giống như cậu hến hay xúc cá gì dưới sông. Cậu hến hả? Cậu hến. Wow. Ủa hồi đó ba mình cũng cạo vậy hả? Đúng rồi, nhưng mà ba mình cạo là ba mình lặn. Vậy hả? Ừ. Ở đó. Ở xong rồi chú nó cạo. Wow, cạo rồi xong đó. Rồi mình đem lên mình và xịnh lên hết rồi. Đúng rồi, trong cái vợt đó. Mình sóc lên cho nó rớt xình ra hết. Đúng rồi, cực thì lắm. Thấy nặng quá à. Ai mà lặn nước nhiều là biết nha. Ngày xưa ba mình lặn với thúi lỗ tai luôn đó Út. Thúi thì nó sao mà đi lặn? Thúi thì nghỉ thời gian rồi mình nhỏ thuốc, mình rửa rồi khi nọ nó hết. Tưởng là thúi là hư luôn chứ. Là thời gian ba bỏ nghề đó. Đó.
Thôi chú cào vô rồi đầu chú nia lại, rồi để lên cái gỗ mình rửa lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Út chứ từ đi thì cũng chưa được phân nửa đường, nhưng mà đang thấy chỗ này cào hết thú vị quá nên là dừng lại quay cho cả nhà mình xem á. Chắc cũng người miền Tây mình, chắc ai ở miền Tây chắc biết cái chuyện cào hết này đúng không đại gia đình? Thôi mình đi tiếp Út quay. Không quá trời luôn nè. Ừ. Hiện tại thì Út cũng bắt đầu vô trong địa phận huyện của Chi Tôm, xã nông thôn mới Tà Đảnh nha đại gia đình. Cái này là mới cung đường này mới vừa bắt đầu thôi chứ vẫn chưa tới cái điểm mẫu dẫn cả nhà mình đi nha. Phải tiếp tục thêm thời gian nữa. Rồi sẽ tới một cái khu vực cái cung đường là Duyên. Ở trên đây là có thốt nốt đại gia đình. Nhìn cái cảnh thơ mộng như giống như trong phim ha. Ôi có ngôi nhà nữa. Này mà sau này Út có chồng lên đó, Út cắt cái ngôi nhà rồi bắt chồng Út ở trong đó nhớ tối ngày trong đó luôn. Nhớ mình rằng hả? Không nhắc nữa hả? Không có nhắc nè, nỗi đau nữa. Rồi vậy thôi. Mà công nhận cả nhà có công nhận giống không? Cái cảnh này đẹp thiệt, nhìn nó thơ mộng làm sao. Một túp liều chanh, hai quả xinh vàng, có cái cây cổ thụ nhìn nó lãng mạn gì đâu. Quá quá đẹp rồi. Thôi mình lên đường đi tiếp luôn rồi. Ồ, đi tiếp tư rồi. Ủa có ghe vậy ta? Ồ, cái ghe đi nè cả nhà ơi. Ồ, ghe này chắc người ta đi săn bắt á, xong rồi người ta ở sống ở dưới ghe luôn á, đại gia đình. Thôi đi. Hiện tại là đã bước vô thị trấn Chi Tôm rồi đó cả nhà. Mình hồi nãy là mới có huyện Tà Đảnh này, bây giờ mình đã bước vô thị trấn này. Đầu có 16 rồi kìa. Tới rồi nha ơi. Đi qua cầu này là tới. Cho mình cho cái nhà xem nha. Chữ Chi Tôm là đó là chính là nước Cô Tô. Nước Cô Tô là ở Chi Tôm hả? Út thì Út cũng không có gành ở trên đây cho lắm, cho nên là Út có nói gì sai sót mà anh chị nào có ở trên Chi Tôm có xem được clip này thì cũng thông cảm cho Út nha. Ôi mùa nước nổi đẹp quá, đặc giới kìa cả nhà. Nhìn cái bút tắm ghê. Mình đi tiếp Út ha. Ôi cái cảnh mà trên ngọn núi, trên đỉnh núi cả nhà. Mây á cả nhà. Bây giờ có mây kìa. Mây che đỉnh núi mờ mờ, nhìn đẹp quá trường đẹp luôn. Thôi xuất phát tiếp cả nhà ơi. Đang đậu dưới cây bóng hút nốt. Cái là những chỗ xưa đó cả nhà. Ngoài đồng còn đám mà non, vườn sâu chưa cánh mà em, anh đi lấy vợ chế nữa. Mai này ai sẽ cùng em tắt nước bê bờ hỏi anh. Ôi ơi, cái anh đó anh gánh mạ như lại mấy cái chỗ mà lúa xạ không lên đó cả nhà, thì người ta sẽ cấy lúa xuống giống như mấy cái cô đang đứng khung khung cấy nè. Cái này là người ta khung khung chiếc mạ đó cả nhà. Rồi ví dụ gì Út? Ví dụ như cái chỗ này nè, không có miếng lúa nè. Nè như chỗ này là không có lúa nè. Đó, người ta sẽ chiếc ra. Rồi bây giờ Tư Dốc tiếp tục hành trình đi nữa nha cả nhà. Rồi
tôi với Út đã tới quán Đu Đủ Đâm Rina. Ở đây chuyên về đồ nướng, bò, chân gà, đùi gà, cánh gà. Và đặc biệt nữa là chuyên về Đu Đủ Đâm nha cả nhà. Mà hai đứa một dĩa thôi ha. Mình còn ăn kèm cái ấy bên kia nữa. Với lại chân gà. Mình đâu có ớt đâu chị. Ở bên kia. Ớt là bên kia. Đông dạ, dạ. Chị em một dĩa Đu Đủ Đâm có trứng giữa không? Có. Dạ, em một dĩa Đu Đủ Đâm trứng giữa thì rồi có gì người anh kêu bỏ thêm. Dạ. Dạ. Ở đây chị làm đu đủ, chị bào sẵn, chị ướp đá như này cả nhà. Tươi lắm. Cái này là nước chấm. Sốt nè, nước chấm có bán riêng nữa, nước chấm ở đây có phần ngon nha. Không biết ở đây làm sao mà nước chấm có phần ngon luôn. Rồi thôi mình đi qua bển kêu bò nướng đi. Ok. Sau cô. Sau 6.000 con. Dạ. Con mấy sau đây luôn ha. Dạ 6 sau đi con. Dạ. Rồi có gì con kêu thêm. Dạ. Bằng chân gà nữa hả? Chân gà, cánh đùi. Bò nướng, si ve, bò nướng. Ngon quá, hấp dẫn quá. Chân gà mình sẽ 6.000 ha. Ở cái cánh đùi thì nó đồng giá là 25 một cái. Ở đây cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 10 giờ rưỡi 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Dạ. Khách vô nhiều lắm, nhằm khi 8 giờ 9 giờ luôn á. Dạ. Chưa dọn vô. Dạ. Tại người ta vô ăn lẽ mình đuổi cái này mình nướng sẵn như vậy thì tiết kiệm thời gian đúng không? Dạ, tại mình nướng không kịp thôi, khách vô ì ì là nướng. Như thường thường giờ nào là cao điểm nhất cô? Giờ nào là nhiều khách nhất cô? Rồi, nhiều khách thường ngày luôn. Mà thường chưa tới giờ. Dạ, cái giờ nào là đông khách nhất cô? Đông nhất là thứ bảy, thứ sáu là nhất lễ đó đúng không cô? Lễ thường vậy đó. Chứ thường thường tầm giờ trưa là đông đúng không cô? Dạ. Mà cái quán cô có biết dùng cái nguyên liệu gì ướp hay mà con thấy thịt bò rất là thơm luôn. Đó là ướp lên. Chỉ đường bột ngọt với tỏi thôi, không có mà hình như bỏ trên đây ăn ngon hơn á, nhớ thì phải. Tại... không chắc do con đi xa ăn ngon á cô ấy. Đúng là biết xa không, tại tao biết cái nghề cổ mình ăn 6 xiên đi các bạn. Ờ. Hay 10 xiên đi. Ờ 10 xiên, chân gà nữa. 10 xiên với 2 cặp chân gà. Dạ, để mình ra ở với người Việt nó ta ăn đồ đúng miệng mà. Dạ. Người ướp là phải đúng miệng người ăn. Không, nhưng mà kiểu người Việt ăn cũng nói chung là ở miền Tây mình ăn hồng ngọt không phải đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi ăn như tụi con vừa. Tụi con là người Việt nè mà ăn ở trên đây cảm thấy rất là ngon nha. Sao dân tôi là dân làm muối muối với người Việt chung ở với người Việt mà tại với người Việt ta thích ăn quán quán này được được bao lâu rồi cô? Bao rồi mười mấy năm rồi đó. Nhưng mà mọi người có thấy khách du lịch ở đây rất là đông luôn tại vì người ta vô đây ăn không ạ? Ta quen ăn chứ khác chỗ người ta cũng ăn là mình quen ta quen bán cho ta ăn. Ở đây có thốn nóng sữa không anh? Có rồi, có rồi. Mùa hả? Mùa tháng 10 với tháng 11. Dạ thôi vậy con vô bàn nha cô. Yeah, con ở tới đâu lận? Con ở Châu Thành bước có chợ nha cô. Ta ở Long Xuyên rồi vô ăn dữ lắm. Dạ. Ở Sài Gòn vô tới đây mà. Ờ, đúng rồi. Kiểu ở đây là gần gần gì khu du lịch đó cô. Ở Nam Di Chi Tô. Ở đây núi này là núi gì con? Núi Cấm. Núi Cấm. Rồi vậy con vô bàn. Thẳng núi Tà Lọt. Dạ. Hồ Tà Lọt. Hồ Tà Lọt hả? Nó có đi chưa? Dạ chưa. Đông lắm, vẫn chảy vào, vẫn xuất Hồ Tà Lọt đó, phải là núi xuống Tà Lọt đó đúng không? Để có dịp con cũng vô đi cho biết. À. Rồi. Rồi. Quá hấp dẫn. Đồ ăn cuối cùng cũng lên mâm rồi đó nha. Bò ở đây rất là thơm luôn á, đặc biệt á. Thì không có chỗ nào mà ngon bằng cái này chứ. Nè, Út với Tư có kêu hai dĩa đu đủ đâm nè. Trong đây nó có hộp vịt dừa, đu đủ nè, rồi mấy cái lá rau mùi, đậu đũa, đậu phộng. Nói chung là gia vị của cái quán á. Này là sâu bò. Bò này rất là thơm luôn nha.
cả nhà mà có ai về ăn Giang Úc, Úc dẫn đi trải nghiệm mấy cái món này rất là ngon luôn, ăn một lần là nhớ cả đời luôn, mà bụng phải tốt nha, thiệt. Tại vô Úc ơi, tại vì vô vô tôi xin mời cả nhà Úc xin tin với Tư nha. Úc mời đại gia đình nha. Cô bán cái quán này cũng rất là dễ thương luôn. Bình thường khách cứ đông quá thì hơi lu bu nên là mình hỏi cũng trả lời không có kịp, tại vì khách rất là đông. Giờ này thì cũng không phải là giờ cao điểm cả nhà, cho nên là cũng chưa có đông lắm, cũng có khách là gài. Cả nhà đại gia đình ai biết ăn mắm mới ăn được cái món đu đủ đâm này thôi. Đu đủ đâm này nó thơm lắm, biết ăn mắm là ăn được hết. Có mắm nên là hơi gùi nhiều, nhưng như mà lại có bà khía, có bà khía nữa. Đúng rồi. Thường thường có bà khía là gùi dữ lắm. Ừ. Nó ngọt ngọt, thường là cái quán này á, cái vị ngọt rất là, nói chung là vị ngọt rất là ngon. Ai mà hảo ngọt thì nghiêng về độ ngọt cái quán này thì rất là ngọt. Nhìn nhưng nhìn Úc ăn thấy hẹp quá. Nhưng mà hạt khẩu vị nha, Úc mời đại gia đình nha. Cái món này Úc không có cái gì tả ra luôn á. Thì nó giống như gỏi của mình nhưng mà nó đậm đà hơn. Gùi, hơi có bà khía hơi gùi. Ừ. Nước chấm nè, nước chanh luôn, rất là ngon luôn á. Ui da nhảy à. Còn phần nó có trứng giữa vậy đó cả nhà, Úc có kêu trứng giữa, còn mình không ăn trứng thì mình đừng kêu, đừng có để. À. Tại em muốn quay đầy đủ cho cả nhà mình xem á. Ăn cái này xong mình chắc cũng no rồi, chắc
tập cho chưa. Út mới chở chị Tư đi ăn gà đốt. Xíu thì Út chở cả nhà mình đi vòng vòng mấy cái hồ á. Tại vì mấy cái hồ rất là đẹp. Ở trên đây chỉ có mấy cái hồ là có suối, núi. Nhưng mà trên đây khu du lịch là giờ hồi xưa nó không có hiện đại, mà giờ nó rất là hiện đại luôn. Khi mà người ta nướng, người ta chẻ cây ra làm hai gì nè các nhà. Thấy người ta lấy cái cọng cọng gì nè, cọng lạc, cọng gì đó, người ta buộc để đây nè, cho nó đừng có bung ra, để đừng có gớt thịt ra. Xong mình nướng, xong mình có ăn đó, thì mình sẽ tháo cọng dây này ra. Mình tháo ra mình mới tuốt thịt ra được. Dạ, anh đi cô. Dạ. Dạ con ăn này rồi. Con cũng nói thiệt á. Mát luôn cả nhà. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn cả nhà, nhưng mà rất là tiếc là Tư Dúc chưa có live cam. Cảnh này mà có live cam quay rất là đẹp luôn nha. Là chỉ có nhức nách và nhức nách thôi. Ôi. Cái này mát lắm luôn. Quá đẹp luôn. Ôi quá rồi.
sông nước lân tăng như trong cái hồ nước rất là trong luôn đó nha. Sông nước vui chiều. Về miền Tây mênh mông lạc nước. Cô Út bây giờ không còn mặc áo bà ba. Tào lao. Ý là bây giờ hiện tại đây mặc áo khoác mà đã thấy bà ba. Ôi thiết kêu con sợi sợi đẹp quá à. Ở bên kia đẹp lắm, cái nhà bên kia có mấy cái quán quá hoa cái nhà. Đi vô cái nhà xem. Không biết cái hồ này mình phải ơi, phải cái hồ này mà phát triển sau này có khu du lịch thì phát triển á, có hơi cho mấy hơi mấy dịch á. Không mấy mình lên đây mình mua mấy dịch để đi. Ôi cả nhà ơi. Bên kia có mấy cái quán rất là đẹp luôn cả nhà. Trời ơi cái view ở đây rất là đẹp luôn. Gắng làm đầu tư mình, gắng làm mình đầu tư lai ca bố ơi. Gắng đi. Từ từ sẽ có. Nhưng mà không phải bây giờ. Nếu như mà bây giờ Út mà có lai cam thì Út quay cho đại gia đình mình xem rất là đẹp luôn. Sẽ ngắm được toàn cái cảnh ở cái hồ này. Nhưng mà không tiếc. Từ từ sẽ review lại cho cả nhà xem. Giờ mình quay khung cảnh đi trước cho cả nhà xem. Biết nha, tại vì Út cũng ở Châu Thành nó không có gành lắm. Kiểu như xứ này đi lên xứ khác vậy đó. Ừ đúng rồi. Quá trời ơi, mát quá. Ở trên trển có nhà nữa kìa chị. Đâu? Đó. Ờ tuốt trên đỉnh núi có nhà nữa kìa cả nhà. Nhà nhiều lắm đó nha. Ở trên đó có cái gì kìa, đẹp quá trời luôn kìa. Ở đó nhà hay quán ta? Đâu? Hình như là cái đó là cái quán hay sao á chị Tư ơi. Giống nhìn giống ngay chỗ cái chỗ dạ. đá mẻ. Cái tay tư chỉ nè, ngay chỗ đây nè là giống như hình cái đầu con voi nè cả nhà. Còn đây giống như cái mình nè. Ôi đi lên được không ta, đi lên nổi không ta? Đi nổi ha, đi nổi không mới là một chuyện chứ leo lên được đó. Này gọi là leo núi nè. Em đi được không ơi? Được không? Đi xích lên đây, tư đi xích lên tư quay cho cả nhà xem nè. Đi được nhưng mà hơi mỏi chân nha. Để xuống mới khỏe. Cố nghéo chạy về cả nhà. Mỏi chân quá à. Khỏe quá. Thôi đi tới đây được rồi Út ơi. Sẽ leo được tiếp nữa cả nhà. Kìa quay xuống dưới kìa. Trời ơi. Nó cao. Trời ơi. Quá là cao, quá cao cả nhà ơi. Quá đẹp rồi. Cái cảnh ở đây hết nước chấm luôn. Quá đẹp. Ông voi luôn cả nhà. Rất là đẹp.
kiểu kêu tôi xuống coi con gì, coi con sâu chiếu nè cả nhà, nhưng mà nó bự thiệt. Nó bự thiệt, ở nhà mình nó có phần nửa con này chứ gì. Không được phân nửa nữa. Cho xíu à. Ở nhà nó 1 phần 5 con này á. Trời ơi, có nó bự nè cả nhà, ui trời thấy ghê quá. Trên đường đi thì Tư Dốt thấy trái này trái gì lạ quá, Tư Dốt ghé lại hỏi chị, nói là nho gừng. Ăn nó có giống như nho mình để được phèn lớp, nho lớp để chừng nào hết. À chứ không phải là mình ăn hả chị? Luôn không? Ăn sống nó chua. Chua. Nó chua hả? Lắm hả chị? Chua. Khoan để em ăn thử. Sâm hồng nè, ký 50 ngàn nè. Với ba kích trắng, ký 50. Ừ, thấy dễ không? Ừ, mà nó chua quá trời. Mình không nên ăn cái vỏ, mình ăn cái ruột á, nó chua hơn nữa. Mình không nên ăn cái vỏ, mình ăn cái ruột á, nó chua hơn nữa. Ông lúc tha nó chết mất cái ô quay nó, cái kia nó là không mất. Còn cái trái bên đó là trái gì chị? Trái nhà đó hả? Dạ. Đúng đỉnh. Đúng đỉnh hả? Trái đỉnh hả? À cái này em thấy làm cổng cửa rồi đúng không? À đây là trái đụng đỉnh nè cả nhà. Bên kia là trái gì? À cũng. Còn cái này là cái gì chị? Mặt kích trắng. Mặt kích trắng. Với sâm hồng. Sâm hồng. Sâm hồng là cái này hả? Ừ, với cua bạc hà núi. Là cái này là mình ngâm rượu hay sao chị? Mình nấu nước uống thôi. À nấu nước uống. Thôi qua mua ít cái lụ đi. Em hỏi cái này thôi tại em thấy nó lạ quá em không biết. Trên này là trái gì ta, trái thị đúng không? Trái thị nè cả nhà. Cái này mấy trái được kiếm ra. Trái thị này thôi, nó lấy thử trái. Ê, này thử này. Trái thị này hình như cũng ăn được cái ký. Nhưng mà hồi xưa người ta nói bà để bà ngửi chứ bà đâu ăn. Lấy đi này giờ trái. Em xin trái nha. Cảm ơn chị luôn, chị dễ thương quá cả nhà ơi. Lấy hai trái đi, người trái. Thôi cảm ơn chị. Thôi chị dễ thương quá cả nhà ơi. Cảm ơn chị nha, chị dễ thương quá. Cảm ơn chị. Dạ. Thôi Tư Dốt tiếp tục lên đường cả nhà ơi. Ủa nhiêu mà chị hỏi thì cũng chục, không phải không có 1 ngàn rồi. Có em nhiều lắm, em cho đổi tiền lẻ luôn nè. Cảm ơn Tư. Chị đổi 200 đi. Dạ. Thôi Tư Dốt trả tiền xong rồi Tư Dốt tiếp tục lên đường nữa nha cả nhà. Giờ Tư Dốt lúc đi chuẩn bị tới tới khu tham quan hồ Ô Thum, khu du lịch đó, khu du lịch đó cả nhà. Tư Dốt mới bắt đầu bước vào à, đã thấy nguyên con gà đốt ngon quá nha. Mẹ bứng cái bảng nó ăn. Anh ở trên đây thấy thích thích gì đâu cả nhà ơi. Mát lắm nhưng mà có điều hơi nắng. Ý là mát, nó mát là mát. Ánh cây á. Thôi để vô tới hồ rồi Tư quay nữa cho cả nhà xem nha. Vui cảnh ở đây cũng đẹp cả nhà ơi, đường hơi ố gà cả nhà ơi. Tưng quá trời tưng luôn. Ở bên đây là kiểu như là mình ai thích cảnh sông nước á, thì mình ngồi bên hồ bên đây. Còn cái cảnh phía trong ruộng bên đây á, thì chỗ này nó hơi phức rồi. Nhưng mà bên đó là đây, khác nha. Bên đây là quán khác. Đúng rồi, đây là quán khác. Nhưng mà cảnh thì ruộng ruộng đồng cả nhà. Dòng quá trời dòng luôn. Ở dưới đây là quán nằm ở dưới chân núi nha cả nhà. Quán hôm nay quán mà Út với Tư dẫn cả nhà đi là quán Kiều Tiên, nằm bên tay trái của Út. Là bên hồ đúng không? Bên hồ. Út thì Út thích view sông nước hơn. Ừ, Tư cũng thích view sông nước nữa. Đó cả nhà, Kiều Tiên. Mình đi vô tâm mình ngồi kìa, như đó mát. Ờ đúng rồi. Để Tư với Út vô tới quán rồi review tiếp cho cả nhà mình xem nha. Gia đình nha, thì Út cũng lựa được chỗ ngồi về, cũng chọn một chỗ khá là mát mẻ nè, nghe tiếng gà gáy luôn đó. Ở đây Tư Dốt hết chòi ở bên chỗ sông nước rồi, nhưng mà Tư Dốt chọn view ở trong hầm,
trong đồng trong ruộng. Ở đây là ở đây có ruộng. Cá gì bự quá ta. Ở đây có đập vịt nữa nè cả nhà. Rồi có chòi ở dưới kia nữa, nhưng mà giờ nó nắng quá nên Tư Út chọn ở trên đây cho mát. Ôi có bầy lòng gồng nữa kìa Út. Ừ, để tôi phóng cho cả nhà xem phải lòng gồng không ta. Hay là lòng tông. Lòng gồng hay là lòng tông không biết, chắc lòng gồng. Ôi, đó, đỏ đỏ. Nó đen hù lùi luôn kìa chị Tư. Đâu? Em thấy cái kỳ của nó đen hù lùi luôn kìa. Đó, ừ cá gì ta, cá dồ, cá cha gì đó. Cái gì mà đen dữ vậy? Ừ. Kìa. Ơi để hỏi nha chị em coi cá này cá gì dính vậy? Ở đây mới có cho câu cá không ha. Cho là ăn liền, cho là câu dính liền đó chứ. Thiệt á. Cá mà chắc không cho đâu Út ơi, có cá lóc, cá lồng gồng Út ơi. Đúng rồi, nó đỏ đỏ đó. Chị có cá gì chị phải khám phá cho em một cái đó vậy. Tôi zoom lên cho cả nhà xem cá gì ha. Ở đây đẹp quá cả nhà, mát quá trường mát luôn, thích gì đâu á. Không lẽ giờ mình dọn đồ nên mình ở mình ngủ đây luôn ta. Nhân viên ra cho mình kêu đồ ăn kìa. Để kêu đi để hỏi bữa nhân viên bữa cái menu với cho cả nhà xem. Rồi ok. Ôi, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Con vịt thích con vịt đạp rồi nha. Con vịt đạp vịt nè, Thiên Nga. Thiên với đạp vịt rồi, cái đó phá rồi rồi. Ừ. Cả nhà hiểu đã phát hiện một món ăn vặt yêu thích. Chị hủ này bao nhiêu chị? Dạ 20.000 chị. Lấy em hủ đi. Dạ. Lấy em hủ mà em không trả tiền rồi có được không? Dạ được luôn, không thiếu luôn. Năm sau lên thì trả luôn. Chị dễ thương với dì chàng. Dạ, cảm ơn chị. Thiệt mới hàng em 1 ký mây đi. Thôi em không ăn mây đâu. Mây là mây Thái, 1 ký có 60.000 nha. Thôi em ăn nhiều lần nó chua em sợ quá. Em cho chị thử chừng nào chua chị đứng mua, chừng nào ngọt phải đi mua. À là em giá nào em thử em cũng nói chua hết á. Chị không thích là chị nói chua phải không? Không, mình kiểu mình mượn cớ để ăn ké á. Dạ. Hát anh thử rồi nên mỗi khi mình thiếu người ta đi. Chị chúc chị bán mau hết nha. Dạ, cảm ơn rồi. Chị chúc chị bán mau hết. Dạ, cảm ơn. Mời ba mua xài. Thành quả của Út mới ơi, không có thành quả đĩa. Nha, mình mới đĩa. Mua đàng hoàng. Thành quả mới đĩa. Không có thành quả là đi ăn trộm hay gì. Bậy à, không có được à, nói gì không có chịu đâu à. Thôi mình khai pháo trước cana đi. Tâm kìa, tâm nè Út. Hồi con gà nó ra rồi mình ăn. Hôm nay Út đi tìm tình yêu đích thực xíu, nào có rồi Út quay cho cả nhà coi. Tình yêu kia dục bỏ rồi. Cảm giác sao Út? Ngon. Ngon lắm hả? Thèm. Thấy là chịu không nổi cả nhà ơi. Trời ơi đi nắng bữa nay nó đen coi nè. Mời đại gia đình nha. Chua. Hết hồn. Tính kiếm gà đó. Ngon quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Không cần chấm muối luôn Út. Nó vừa ăn ngọt ngọt mặn mặn chát chát. Đúng rồi. Để chua chua hòa quyện với nhau ăn. Chị biết hai từ là Thôi để hồi Út xuống Út đạp con vịt nó cho cái này. Thôi mình đang chơi mình chừa gà thôi, để Tư ngấy Tư đợi gà rồi xong rồi sao màn ảnh là Tư làm quyết liệt mới được. Sao mà thời gian chờ đợi thì Út đã chờ đợi được con gà và với cơm, tại vì bây giờ cũng 1 giờ rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ Út mời đại gia đình cùng dùng cơm với hai chị em nha. Út sẽ ra tay mằn thịt con gà này mới được. Ra tay giải cứu con gà là liệu hồn với tôi nha. Tôi mằn thịt đó. Chết. Có anh nào tưởng gà không, vô đây xác nhận coi. Út nó giỡn nha cả nhà. Con gà bé lớn Út làm con nổi nữa, bự quá sao mặn nổi. Này ở trên đây á rất là đẹp luôn, nhưng mà tiếc một cái là nó nắng quá à. Út đi nắng không có quen, cũng bị chóng mặt. Ồ nó còn nóng hổi luôn á, tại vì nãy giờ hai chị em lay quay rồi chụp hình á. Cắt này sao tôi
không, mà gà không xong nữa mà mày đặt mà thịt, đặt thịt. Thấy, thấy xé nó ngon hơn lúc. Nhưng mà chị xé đi. Thì đó, nắm xé đi. Cái đùi thì cứ cắt để vậy đi. Ủa, gà ở đây nướng ngon lắm cả nhà ơi. Không phải là nướng mà gà đốt. Chiên. Chiên hả? Chiên. Tại vì một khách đó, bình thường ở khách du lịch ở đây rất là đông. Tại vì bữa nay Úc đi là ngày thứ 3, cho nên là không có khách nhiều á. Chứ bình thường thứ 7 chủ nhật là full trời luôn, full chỗ luôn á. Hồi Tết đi đó với chị Hai đó, đi mà phải chờ đợi người ta đi về đặng mình mới vô chòi đó được á. Mới có chỗ vô chòi ha. Không, không có chòi luôn đó. Hồi Tết mình ngồi ở ngoài bàn luôn á. Vậy hả? Nóng. Nóng quá. Nóng quá. Làm gì vậy? Quay lại chứ làm gì? Tại xé không nổi. Quay lại sang Dũng. Quay lại sang Dũng. Quay lại làm bằng chứng chứ tò. Ôi ơi trời, chẳng mưa nữa rồi. Cái thịt gà ngon lắm cả nhà, thịt gà đây ngon lắm. Mặn mặn ngọt ngọt. View này trời chứ mưa nữa rồi, cục cục mưa đen thui nữa rồi nè. Mưa mát lắm luôn. Út Hiểu không biết, không biết xé gà cả nhà, với nóng quá à. Cái Út Hiểu không có xé, Út Hiểu thảy qua cho Tư xé. Khôn lắm. Út Hiểu tính hỏi là cả nhà là hả, có anh nào tình nguyện xé gà cho Út Hiểu không? Xé gà cho Út Hiểu ăn không? Gà ngon lắm. Ở đây Út Hiểu lúc trước có đi chơi á, xong rồi nó gà vàng khè gì nè cả nhà. Ăn đi, ăn đi chị. Út đi chơi á. Út cả nhà ăn dụng với Tư. Út đi chơi á cả nhà. Cái da của nó giòn ngon lắm Út ơi. Tính ra là Út tính nói mà Tư nói quá, thôi nhường Tư nói luôn. Thôi rồi nhường chút đó. Hồi lúc Út đi đi làm công ty á, Út cũng hay đi lên Chi Tôm này ăn gà đốt này, nhưng mà chỉ có đi ít địa điểm thôi à, không có đi nhiều. Không biết trời chiến mưa hồi có đi khúc đi về có quay được cái hồ Tà Bạ cho cả nhà xem không nữa. Ở đó cũng đẹp lắm. Thôi bây giờ hai chị em Út xé gà xong rồi chuẩn bị ăn nha. Chị Tư đã xử con gà xong rồi đại gia đình ơi. Thì Út mời đại gia đình dùng dùng gà với lại cơm online với Út nha. Sáng giờ đi thì cũng không ăn được gì nhiều hết trơn á, ăn có mười sâu xiên bò với lại hai cái chân gà với lại hai dĩa ru đủ đâm với lại tô bún cá. Ăn ít quá xương xương à. Nói chứ bún cá là ăn buổi sáng mà. Ừ. Thì giờ Út sẽ ăn thử cái cơm ở đây nha. Nói chung là ai ăn mặn thì ăn nước tương thêm. Còn cái này đối với những người ăn lạc thì ăn vừa miệng rồi. Mà Duy Út, Út ăn mặn, nhìn chén nước tương là cũng đủ hiểu rồi ha. Ăn thử miếng gà cho đại gia đình xem. Miếng da đi. Út ăn xong rồi, Út kêu chị Tư vô ăn với Út cho vui luôn cả đại gia đình đi. Cái da nó rất là giòn nha. Nó chiên, quán chiên rất là giòn luôn. Cái thịt thì nó ngọt. Nói chung là nó rất là vừa ăn. Theo Út thì Út cũng chấm là cũng theo cá nhân của Út nha. Còn tùy khẩu vị của mọi người nha. Thì Út chấm 10 điểm. Thôi đỡ nè. Ăn gỏi miếng nữa thì chị Tư vô ăn với em nè. Rồi ok. Gỏi này nghe nói gỏi đây làm ngon lắm á. Ngon lắm Tư. Gỏi đây nó ngọt ngọt. Nó chua chua. Nhưng mà chua không chua quá nè. Cái hậu chua dừa thôi. Rất là ngon luôn. Ăn với cơm là... Nói chung là gỏi này ăn với bất cứ cái món gì ở đây trên bàn này cũng ngon hết trơn á. Thôi mời đại gia đình nha. Quay xong rồi chị đặt máy ăn chung em cho vui Tư ơi. Rồi ok.
Sáng giờ cũng đói bụng quá cả nhà ơi. Gà vô cơm đi. Tôi đói quá. Quên giới thiệu nữa. Nè, cái chén nước chấm nè cả nhà. Cái nước chấm đây rất là đặc biệt nha. Cái chén nước chấm đây là nó gồm có cái nguyên liệu gì thì Út không biết, nhưng mà em thấy Út thấy là có ớt nè. Cái này chắc lá chanh hay lá chút gì á. Rồi nói chung là không biết. Mà kiểu chấm nó có cái vị ngọt 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 mà mặn mặn nó cuốn lắm. Ghé cũng phải quyết liệt mới được, đói bụng quá run run dai luôn cả nhà. Ăn đi ăn đi. Tôi mời lại cả nhà đại gia đình cùng ăn gà với Tư nha. Dở rồi. Mà ngon không? Ngon. Gà, gà trên núi á. Gà này gà trên núi đúng rồi. Bạn lên núi nè. Giờ gà miếng cơm mới được. Bữa nay ngày thường á cho nên là cũng ít khách á. Nếu bình thường là chắc cũng không có được ngồi nhưng cái chỗ lý tưởng gì đâu cả nhà. Bên kia là đã full, đã hết chỗ rồi. Hai chị em chọn chỗ này thôi, nói không mình ở không sân nước không được thì mình qua bên ruộng đó, nhưng mà ai về ruộng bữa nay cũng khai hoạch cái gì thu hoạch hết rồi. Khai hoạch lấy gì ra bởi gì ai biết. Thu hoạch nha cả nhà, ngay ruộng thu hoạch hết rồi. Lúa cắt hết trơn này, đang mới xào lại hay sao. Ngon quá cả nhà ơi, ngon mà Tư hỏng hỏng không có nói chuyện luôn. Thử miếng gỏi thôi, mới ăn luôn. Ngon không? Ngon, làm quyết liệt lắm. Vô bữa nay Út chưa có nhậu nè, tại đi xa, do đi đường nhậu, xa nên nhậu công an khỏi đâu còn. Đúng rồi. Cơm đây sao Tư, cơm đây vừa ăn không? Không, nếu mà theo Tư á, Tư là một người ăn, vị của Tư ăn là hơi mặn xíu thì Tư ăn Tư sẽ thêm miếng nước tương nữa. Nhưng mà đối với những người mà ăn mà kiểu như đừng có mặn quá, như ăn hơi lạc á thì ăn vậy là vừa. Tư già đi Út hiểu, ăn mũ cho nhanh là bước lượt cũng được. Ăn cái này với ăn cơm này với cái nước chấm á cũng rất là ngon. Đúng rồi, nó cuốn cái gì cũng gì á. Khi nào đại gia đình có ghé ngang An Giang thì alo cho Út hiểu. Nhưng mà nói chung là những cái địa điểm Út hiểu đi á, gõ lên Google bản đồ á, nói chung là gõ lên Google Map á là sẽ hiện ra trên, người ta sẽ chỉ đường. Google Map sẽ chỉ đường. Nhưng mà nó chỉ đi đâu hiểu không biết nha. Nó nói chứ nhiều khi Google chỉ không có chính xác cả nhà. Dạng như kiểu là mình đi cái đường đó, nhiều khi Google chỉ đường tắt cho mình nữa. Cái nhà mình đi thấy nó kỳ lắm. Một họ lạ quá à. Một là đường tắt, hai là đường dài hơn cái người mà dân địa phương người ta biết. Đúng rồi. Út cũng bị quải vậy, bị Google gài quải vậy. Kiểu như từ nhà Út đi ra ngoài chợ 5 phút đi mà nó chỉ chạy vòng. Miếng gà, miếng gỏi gì nhỉ Út? Miếng gà rất là ngon nha cả nhà. À, cái da gà nó giòn ha. Nếu như mà tại vì hồi nãy giờ Út với Tư cũng nghỉ mệt, lên võng nghỉ mệt ngã lưng xíu ấy, tại vì chạy từ sáng giờ là nó không được giòn không á, chứ mới đem ra cái da nó giòn cực kỳ. Gỏi chứ gà gì nè ăn đột âm. Chỉ có hai từ. Ngon quá. Thì clip của Út hồi sáng giờ cũng lâu rồi, thì Út cũng xin tạm ngừng video tại đây. Kính chúc đại gia đình mình có thật nhiều sức khỏe nha. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Út nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào cả nhà nha.